Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bản tin tuổi trẻ Nghệ An tháng 7 2019 của Tỉnh đoàn Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung chính như sau. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương đến thăm và động viên các đội thanh niên tình nguyện hè tỉnh Nghệ An. Hành trình tuổi trẻ theo dấu chân Bác với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Chuỗi hoạt động cao điểm trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019. Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm. Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ thương binh nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ. Lễ ra quân chiến dịch Hãy làm sạch biển năm 2019 với chủ đề Tử tế với đại dương. Toàn tỉnh hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Các cơ sở đoàn tiếp tục triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa. Sáng ngày 15 tháng 7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương đã đến thăm và động viên các đội thanh niên tình nguyện tỉnh Nghệ An đang hoạt động tại thị xã Hoàng Mai và huyện Nghi Lộc. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Thơm, quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An. Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao sự nỗ lực, xung kích tình nguyện và tinh thần vượt khó, chủ động của các đội thanh niên tình nguyện, đồng thời động viên các thanh niên tình nguyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đăng ký với địa phương, giữ gìn sức khỏe và chấp hành tốt quy chế chiến dịch. Mong muốn các chiến sĩ mùa hè xanh phát huy tính xung kích tình nguyện, có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong việc chung tay bảo vệ thanh thiếu nhi có một mùa hè an toàn bổ ích. Dịp này, đoàn cũng đến thăm hỏi và tặng quà cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Phong Gia Liễu tại xã Quỳnh Lập, tham dự chương trình tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước và phổ biến pháp luật cho em học sinh tại xã Quỳnh Vinh, tặng 100 chiếc áo phao cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã, trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của Ban chấp hành Trung ương Đoàn cho em Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 5A trường tiểu học Quỳnh Dị vì đã có hành động dũng cảm cứu một em nhỏ bị đuối nước. Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 7, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức Hành trình tuổi trẻ theo dấu chân Bác tại huyện Tương Dương. Hành trình với chuỗi các hoạt động, chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm về ma túy, tổ chức truyền thông lưu động, cấp chứng minh thư nhân dân miễn phí cho 200 đối tượng, khởi công xây dựng ngôi nhà tình nghĩa 19 tháng 8 cho gia đình ông Vương Tiến Dũng là cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, có đóng góp tích cực cho phong trào giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Bàn giao công trình vui chơi cho thiếu nhi bản Phả Lõm, xã Tam Hợp. Công trình được thực hiện bằng những vật liệu có sẵn như tre, nứa hay lốp xe được tái chế một cách sáng tạo và thân thiện với môi trường. Cũng trong dịp này, ban tổ chức đã trao 50 mũ bảo hiểm cho người dân, tặng 1.200 quyển vở cho các em học sinh, 10 suất quà cho em học sinh nghèo vượt khó tại bản Phả Lõm, trao tặng 400 cây ăn quả cho mô hình phát triển kinh tế thanh niên, tổng giá trị các hoạt động gần 350 triệu đồng. Đợt cao điểm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 đang diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực. Sáng ngày 1 tháng 7, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động cao điểm trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, hơn 300 đoàn viên thanh niên tình nguyện các trường đại học cao đẳng, chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, đại diện 65 đội thanh niên tình nguyện cấp tỉnh đã đến báo công với Bác và làm lễ xuất quân lên đường tham gia thực hiện các hoạt động cao điểm chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Với phương châm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã chọn đơn vị chỉ đạo điểm cấp tỉnh là xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu và phát huy đội tình nguyện tại chỗ của tất cả các địa phương, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa như làm đường giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống lưới điện thắp sáng đường quê, xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, tổ chức dạy văn hóa hè, kỹ năng cho thanh thiếu nhi sinh hoạt đoàn đội trên địa bàn dân cư. Tiếp đó, tối ngày 8 tháng 7, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình giao lưu những nẻo đường in dấu chân tình nguyện tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu. Chương trình là dịp kỷ niệm 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tôn vinh những chiến sĩ tình nguyện đang tham gia vào các hoạt động cao điểm trong chiến dịch hè 2019. Đêm giao lưu với nhiều tiết mục văn nghệ văn hóa được dàn dựng công phu và đặc sắc đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc nhằm tăng cường tính đoàn kết, gắn bó giữa đội sinh viên tình nguyện với địa phương. Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và các đơn vị đồng hành, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, đoàn các trường đại học cao đẳng đã trao tặng một công trình thắp sáng đường quê, một sân chơi cho thanh thiếu nhi, hỗ trợ xây dựng hai sân bóng chuyền, 10 tấn xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn, tổ chức khám phát thuốc miễn phí cho 500 bà con nhân dân, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 100 đoàn viên thanh niên huyện Quỳ Châu, tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Cùng ngày, đồng chí Chu Đức Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến thăm tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, thăm và tặng quà đội hình thanh niên tình nguyện hè.
Tháng 7 là tháng cao điểm tổ chức các cái hoạt động tình nguyện hè. Do vậy cho nên là các cái hoạt động trong cái tháng này thì đã triển khai rất là hiệu quả, đặc biệt là các cái hoạt động của 65 đội tình nguyện chuyên sâu triển khai thực hiện tại các cái vùng địa bàn khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa ở khu vực miền Tây cũng như là các xã khó khăn thì chúng tôi đánh giá rất là cao. Hoạt động tình nguyện có thể nói rằng là rất là thiết thực và ý nghĩa tại các cái vùng sâu, vùng xa này. Và trong cái thời gian còn lại, chúng tôi sẽ tập trung để chỉ đạo các cái cấp của đoàn để tiếp tục triển khai thực hiện các cái chỉ tiêu của là chiến dịch đề ra trong cái năm 2019 này. Đặc biệt là năm nay là năm gắn với cái kỷ niệm 20 năm phong trào tình nguyện, thì để kịp thời biểu dương tôn vinh các cái hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên trên địa bàn của tỉnh Nghệ An. Chiều ngày 18 tháng 7, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Tuấn, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thơm, quyền bí thư tỉnh đoàn và đồng chí Chu Đức Thái, Phó bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tại đây, các đại biểu đã thảo luận về kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng vừa qua, thẳng thắn nhìn những vấn đề tồn tại vướng mắc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Hoàng Đình Tuấn đánh giá cao công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh cần ra soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch từ đầu năm đến nay để từ đó có giải pháp chủ động thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, chăm lo công tác giáo dục tư tưởng, xây dựng lực lượng thanh niên vừa hồng vừa chuyên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tập hợp và quản lý lực lượng đoàn viên, thanh niên trong khối nông thôn, doanh nghiệp và khu công nghiệp, làm tốt công tác đoàn trong các cấp bộ đoàn, tạo sự thống nhất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Dịp này, Ban chấp hành tỉnh đoàn đã tiến hành bầu bổ sung 3 đồng chí tham gia vào Ban Thường vụ tỉnh đoàn, 4 đồng chí tham gia Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 17, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu bổ sung 3 đồng chí Ủy viên Hội đồng đội tỉnh. Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều hoạt động tri ân có ý nghĩa được các cấp bộ đoàn toàn tỉnh triển khai. Ngày 23 tháng 7, đoàn công tác tỉnh đoàn Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Thơm, quyền bí thư tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào, huyện Anh Sơn và khu di tích lịch sử Truông Bồn, huyện Đô Lương. Trước đó, đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình hiện đang thờ phụng 13 liệt sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn và bà Trần Thị Thông, người nữ thanh niên xung phong duy nhất sống sót ở tiểu đội thép Truông Bồn. Cũng dịp này, đoàn đã đến thăm bà Nguyễn Thị Y, là mẹ liệt sĩ chống Mỹ cứu nước Đặng Quang Thực tại huyện Yên Thành và hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho bà với tổng trị giá 25 triệu đồng. Trong hành trình tuổi trẻ tri ân, Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các cấp độ đoàn, hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Kỳ sinh hoạt toàn đoàn diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 7 với chủ đề Những dấu ấn vinh quang nhằm ôn lại lịch sử ra đời của Ngày Thương binh Liệt sĩ, tri ân giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người đã có công với cách mạng. Bằng nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn, các buổi sinh hoạt đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, dâng hoa tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ, triển khai nhiều phần việc như tu sửa, chỉnh trang các nghĩa trang, đài tưởng niệm khu di tích, thăm hỏi giúp đỡ tặng quà, cải tạo vườn và sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng. Thông qua các hoạt động nhằm đóng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ tỉnh nhà. Sáng ngày 20 tháng 7, tại bãi biển Lạch Quèn, xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu, đoàn khối các cơ quan trung ương phối hợp với tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ ra quân chiến dịch Hãy làm sạch biển năm 2019 với chủ đề Tử tế với đại dương. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư tỉnh đoàn và đại diện lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, đồn biên phòng Quỳnh Thuận cùng chính quyền địa phương. Cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu là một trong 5 địa điểm trên toàn quốc được Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam chọn làm thí điểm mô hình về thu gom xử lý rác thải. Lực lượng nòng cốt tham gia chiến dịch là các đoàn viên thanh niên ở các xã vùng bãi ngang, bãi dọc trên địa bàn huyện tiến hành các hoạt động vệ sinh môi trường biển ít nhất 1 tuần một lần. Ngay sau lễ ra quân, hơn 30 đoàn viên thanh niên cụm hoạt động số 2, đoàn khối các cơ quan trung ương cùng với 600 đoàn viên thanh niên huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức các hoạt động thu gom rác thải, vệ sinh bãi biển và các khu vực bị ô nhiễm rác thải trầm trọng. Chiến dịch được ra quân với mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực của ô nhiễm rác thải, bảo vệ môi trường biển, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tác hại của biến đổi khí hậu đối với đời sống của con người,
chiến dịch thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã chỉ đạo 21 trên 21 đơn vị hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện được tổ chức đảm bảo chất lượng các nội dung, thực sự là ngày hội của thanh niên, là diễn đàn quan trọng để thanh niên thể hiện trí tuệ, tinh thần sáng tạo và quyết tâm đóng góp sức mình cho sự phát triển của quê hương đất nước, góp phần củng cố và phát triển tổ chức ngày hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò là nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, hình thức tổ chức đại hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhiều hoạt động bên lề đại hội hấp dẫn, ý nghĩa như trưng bày và giới thiệu các sản phẩm do thanh niên địa phương sản xuất, hoạt động hành trình về nguồn, sửa xe gây quỹ, thăm tặng quà các gia đình khó khăn chính sách, tổ chức cho thanh niên gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cung cấp, tuyên dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ. Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024, trong 2 ngày, ngày 20 đến ngày 21 tháng 7, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội đồng hương Diễn Châu, Trường Đại học Y Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Diễn Châu tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 1.000 người dân tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu. Hoạt động có sự tham gia của 35 y bác sĩ có chuyên môn cao, đang công tác tại các bệnh viện lớn trên cả nước và 50 bạn sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y Hà Nội. Cùng với đó là hệ thống trang thiết bị, máy móc đầy đủ hỗ trợ công tác khám và chẩn đoán bệnh cho nhân dân, trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe cho gần 1.000 đối tượng là người già trên 60 tuổi và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Dịp này, tỉnh đoàn Nghệ An đã tặng 50 chiếc áo phao cho đoàn xã Diễn Trường nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước trong dịp hè. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019. Tối ngày 13 tháng 7, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên dương 89 em học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện trong năm học 2018-2019 là con em cán bộ, đảng viên và là người lao động trong đảng bộ khối. Trong đó, có một em đạt danh hiệu quốc tế, 10 em đạt danh hiệu cấp quốc gia và 78 em đạt giải thưởng cấp tỉnh. Ngày 14 tháng 7, thì đoàn Hoàng Mai phối hợp với Bưu điện thị xã tổ chức bàn giao ngôi nhà khăn quàng đỏ cho hai em Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Huy Thảo, xóm 2 xã Quỳnh Lộc với số tiền hỗ trợ là 40 triệu đồng từ hoạt động bán bảo hiểm mô tô xe máy để gây quỹ. Tiếp đó, trong 2 ngày 19 đến 20 tháng 7, thị đoàn Hoàng Mai đã tổ chức tập huấn đoàn hội đội cho 200 cán bộ đoàn hội đội với các nội dung công tác đoàn vụ và nghiệp vụ cơ bản về công tác đoàn hội đội, kỹ năng sinh hoạt nhóm, sinh hoạt tập thể, tổ chức hoạt động đổi mới sáng tạo, kỹ năng điều hành tổ chức trò chơi tập thể, phương pháp tổ chức, xây dựng một số hoạt động của chi đoàn, chi hội, hội thi rung chuông vàng, tìm hiểu tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thực hiện bức thư cuối cùng của Bác Hồ gửi cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày 21 tháng 7 năm 1969, ngày 21 tháng 7 năm 2019 và 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. Ngày 8 tháng 7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ bê tông hóa gần 400 mét đường nông thôn tại bản Na Ba, xã Châu Hoàn, là một bản nghèo đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài hỗ trợ 10 tấn xi măng, 50 đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ và người dân địa phương đã góp ngày công tổ chức san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu hoàn thành công trình. Để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước trên địa bàn, đoàn các cấp đã tiếp tục tổ chức các lớp dạy bơi cho thanh thiếu nhi. Tại đây thì các em được giảng viên có trình độ chuyên sâu về bộ môn bơi lội, hướng dẫn kỹ năng bơi lội, cách phòng tránh và xử lý tình huống khi gặp đuối nước. Đảm bảo 100% học viên kết thúc khóa học đều biết bơi và có kỹ năng cơ bản về bơi lội trong thời gian học 1 tháng. Làm sạch môi trường giờ đây không chỉ đơn thuần là những việc làm dọn dẹp vệ sinh, mà với tư duy sáng tạo của tuổi trẻ đã tạo ra những sản phẩm có ích, biến rác trở nên có giá trị sử dụng cao hơn. Trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu đến các bạn một mô hình hay đã và đang được Đoàn viên Thanh niên huyện Quỳnh Lưu triển khai. Cá bóng xin rác, mô hình được thiết kế đơn giản từ những vật liệu giá thành rẻ hoặc nguyên vật liệu cũ nhưng mang thông điệp vô cùng ý nghĩa để giảm rác thải nhựa cho đại dương. Mô hình này được triển khai tại huyện Quỳnh Lưu, một trong 5 huyện vùng biển của tỉnh. Sự xuất hiện của những con cá bóng xin rác khiến cho nhiều người tò mò và quan trọng hơn là tạo thói quen bỏ rác thải nhựa vào cá bóng thay vì vứt ra bãi biển như trước đây. Những con cá bóng xin rác đã có mặt ở các bãi biển xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Bảng, Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Toàn tỉnh có 5 huyện vùng biển thì những mô hình cá bóng xin rác này được nghiên cứu sâu hơn về vật liệu, đảm bảo tính bền vững và triển khai rộng rãi thông qua tổ chức đoàn sẽ góp phần rất lớn trong việc bảo vệ môi trường biển.
Đồng thời, việc thu gom rác thải nhựa từ cả bóng xin rác cũng tạo ra nguồn quỹ cho tổ chức đoàn khi bán các phế liệu này. Bản tin Tuổi Trẻ Nghệ An đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, mời quý vị vui lòng truy cập vào website www.tinhdoanngheian.vn hoặc Facebook Tỉnh Đoàn Nghệ An. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vinmedia đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin kính chào và hẹn gặp lại.